Ngày 29, kính nhớ thánh nữ Katharina thành Siena. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm những kỳ công mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong cuộc đời thánh nữ Katharina Siena. Nơi thánh nữ, chúng ta nhìn thấy biểu lộ sự khôn ngoan từ những điều giản dị. Bởi vì Katharina là một phụ nữ mù chữ, không được đào tạo, đã đến để giải thích những mầu nhiệm sâu thẳm của đời sống tâm linh và đã có khả năng loại trừ những lỗi lầm của những người tỏ ra là khôn ngoan trong thời đại của chị. Hành động của Chúa Thánh Thần trong con người đã để cho mình được Ngài dạy dỗ, sản sinh sự khôn ngoan cao nhất và thấm nhuần sự dũng cảm vào trong những yếu kém một cách khó hiểu. Sự khiêm nhường và yếu kém của Katharina đã có thể khiến Đức Giáo Hoàng phải đưa ra lời khuyên và vạch trần những yếu kém của các giám mục. Tiếp đến, nơi những người mà Chúa Thánh Thần hành động, họ để cho mình được dẫn dắt và thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Họ quên đi lo lắng vì những mệt mỏi có thể gây ra do sứ vụ của mình, không còn sợ mất thời gian, mất năng lượng và ngày càng trải nghiệm sự an toàn hơn, nếm thử niềm vui và bình an trong Chúa Thánh Thần. Bởi cuộc sống vững bền mà thần khí đã ban tặng qua nhiều năm tháng, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Sự sống của Thiên Chúa nơi chúng ta làm cho chúng ta được cảm nghiệm. Khi một phần trong chúng ta đang mệt mỏi, thì cũng có một mức sống khác đang chuyển nở. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Hôm nay, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong chúng ta sự khôn ngoan của những con người khiêm tốn. Xin Ngài ban cho ta sức mạnh của các thánh, theo cách mà Ngài dẫn dắt họ.